Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố do ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố về giám sát kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023. Trong 8 tháng qua, các cấp ngành đã thanh tra kiểm tra hơn 15.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, xử phạt vi phạm hành chính 214 trường hợp với số tiền trên 624 triệu đồng. Ban đã xây dựng và triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc, chuỗi cung ứng thịt heo theo chiều sâu với sự tham gia của 12 cơ sở giết mổ, phà lóc và 5 siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên hiện nay trên 85% sản lượng rau quả, thủy sản và thịt mà thành phố tiêu thụ được nhập từ ngoài tỉnh. Qua nhiều khâu trung gian nên việc giám sát và thực hiện truy xuất nguồn gốc, xuất xứ gặp khó khăn. Việc xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm một số nơi còn hạn chế. Việc thực hiện quản lý an toàn thực phẩm ở cấp quận, huyện và xã phường còn khó khăn do phần lớn công chức chuyên trách là kiêm nhiệm. Qua làm việc, đoàn giám sát đề nghị Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, thường xuyên thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.